Chào các bạn, mình là Phương Thiên Ca. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay có một cái chia sẻ rất là nhỏ nhưng mình thấy rất là hay và hữu ích. Để thật ra là để anh em có thể từ bỏ những cái phần kết cũ, mạnh dạn cả những bản kết mới để chúng ta có nhiều tính năng hơn. Ở đây mình đang làm một cái dự án thì thấy các bạn thấy mình di chuyển trên màn hình có nhiều bản vẽ như này thì nó khá là giật. Đấy, các bạn thấy nó khá là giật. Nhưng trong cái phần phiên bản CAD mới chúng ta có thêm những cái chức năng mới rất là hay. Để bạn thử, mình sẽ thử cho các bạn xem. Giả sử đây mình chọn một cái phần mà mình đang vẽ đây. Đấy, thì mình có một cái chức năng như này, để mình chuột phải. Và đây nó có một cái isolate này. Bây giờ mình muốn chỉ hiển thị các cái phần mình chọn thôi. Đó. Bây giờ chúng ta thao tác rất là mượt mà luôn. Với bản vẽ mà với khối lượng bản vẽ lớn thì sử dụng cái chức năng này của AutoCAD phiên bản mới rất là hay và thú vị. Các bạn hiển thị lại thì các bạn chỉ cần bỏ đi là xong. Ok, có một cái chia sẻ nhỏ với các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.